Vâng, và sau đây mời các bác cùng ngắm ngọn hình tuyệt đẹp và là hoa hậu BA506N bãi Hàn Quốc. Con này cực đẹp nhé, con này mới về. Bác nào mình sở hữu thì alo cho em. Đã đẹp rồi nha, bản Sunken đó nha, bác Sunken Ivic nha. Tí nữa em mời qua cùng xem về ngọn hình bên trong. Mặt tiền của nó rất là đẹp luôn nha. Đây, phía trên nóc đẹp xuất sắc nha. Những con này thì giờ nó rất là hiếm, cũng không hiếm gì, mà hiếm là cái là nó bản Sunken nó hiếm thôi các bác. Rất là nhiều bác đi săn lùng những bản Sunken này. Nó đánh hai cặp Lobot hoặc là hai cặp BMB riêng biệt luôn nha các bác, rất là tiện. Con này 1999 nha các bác. Đây, 1999. Ở trong những dòng đường Sunken của Yanggu á, là nó, em bán rất là nhiều từ năm trước đến giờ. Thì em chỉ thấy là những con 98 và 99 là nó mới có Sunken nha các bác. 98 và 99 nó mới có Sunken. Rồi em mời các bác đi vào bên trong con này. À, núm béo văn liền, bản Sunken rất là hiếm. Con này giá 19 triệu nha các bác. Bác nào sưu tầm con này chơi thì alo cho em. Thì cho của nó thì rơi vào huyền thoại những gần dân vua sô dân của Hàn Quốc rồi. Rất mới, rất đẹp. Đây, mời các bác cùng xem bộ núm nút ngoài sáng tròn thế nha. Rất đẹp nha. Bác nào sưu tầm con này thì alo cho em. Đây là tăng phô. Còn cả cái tay. Các bác nhìn thẳng xuống các bác thấy những con Sunken hay viết không? Rất là to. Những dòng 506N này nó sẽ có hai đời, đời Toshiba và đời Sunken. Nhưng mà đời Sunken thì nó hiếm hơn rất là nhiều. Tại vì sao các bác? Và giá nó cũng cao hơn Toshiba 1 cho đến là 2 triệu. Tại vì những cái con này về 10 con 506N tìm nó ra chỉ được một con Sunken. Sunken thì nó lực đánh nó rất là mạnh. Đối với một cặp Sunken như thế này, một vé nó sẽ chạy 4 con Sunken hai viết lớn và 4 con nhỏ nhau, tổng là 8 con. 8 con, 4 to 4 nhỏ, tổng là 16 con, là 8 lớn 8 nhỏ hai vé. Mỗi con Sunken hai viết này nó đánh công suất maximum lên tới 250W trong một kênh nha. Và dòng Sunken nó tản nhiệt tốt hơn Toshiba nên nó cực kỳ bền. Đây cậu thấy, Sunken hai viết cái sọ nó to lắm, nằm dưới này. Đấy, thiệt to luôn. Đấy, mới tinh nha các bác. Đây con thấy thế này. Đấy. Chung là rất đẹp. Nhưng con này sẽ đi vào huyền thoại rồi các bác. Rất xuất sắc luôn nha. Đời 99 nha các bác. Thì phía sau nó là hai cái trạm loa. Đây là dòng âm ly 4 kênh, các bác chơi hai cặp loa và chỉnh hai cặp loa riêng biệt nha. 520W trên một bên. Tổng là 1080W điện 220. Đây là bộ vang huyền thoại của nó nha. Bộ vang huyền thoại. Bác nào mình sở hữu con này thì alo cho em nha. Tất cả riêng đét hết và đẹp xuất sắc nha. Bản Sunken rất là hiếm. Mặt tiền thì khỏi bàn, còn cái nóc này nó rất đẹp nha, bỏ phía sau các bác. Nói chung đẹp toàn diện nha các bác. Giá 19 nha, 19 bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000, còn 18.8 nha. Còn cọc tiền thì các bác cọc 2 triệu trở lên em ship hàng. Còn này giá 19 triệu nha các bác. Còn này các bác chơi hai cặp bot hoặc là hai cặp BMB, chơi bắt 30 đô lại thôi nha các bác. Thì là đánh hai cặp full. Yanggu Soya BA506N bãi xịn Hàn Quốc. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.